Rồi bắt đầu video, xin chào quý ông bà cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Cuộc Sống Miệt Vườn nha. Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, quán hôm bữa mới vừa mở hàng được một khách, xong rồi mẹ cơ quanh thì tranh thủ lúc vào quán khách thì ăn trước. Còn chỗ này mình thấy để ý mấy bữa ngày thì có hôm thì người ta sẽ ăn sớm, có hôm thì tầm 6 giờ rưỡi cho đến 8 giờ, còn có hôm thì ta lại trễ hơn. Lượng khách nó lai gai nhưng mà nó không có cố định thời gian nữa cả nhà. Sáng hôm nay thì mình vô Phù Sương xíu, xong rồi lại đi Vĩnh Long, lấy hôm nay lấy cái thẻ tích điểm về để bắt đầu mai chạy chương trình tích điểm cho chị Hương. Hôm nay anh Quy anh che lại cái khúc này, nắng sáng á, mặt trời hướng này là hướng đông nè, rọi vô thẳng vô trong cái quầy luôn. Nếu mà không có che là đây là nắng nguyên tới đây luôn nè, nghe cái quầy này luôn. Nắng mà tới tầm 9-10 giờ là đồ ăn mình nóng, dễ thiêu. Thợ nào sắt hả chị Hương? Thợ anh Quy này sắt hôm nào cũng bị bự hết trơn á. Bự quá người ta khó ăn, nó chỉ bị dai á. Chứ mình để sẽ ít hả? Vậy là nay đổi tống ga luộc đúng không? Nay lên là hỏi điện nó nay lên lấy có đúng không? Lấy gì anh? Lấy lòng hồng tư, thêm cái để muốn mình cùng có thiếu. Vậy là chị Hương phải đem cái lòng kia đổi lại cho nó phải không? Được không? Lấy thêm cái nữa. Ý là tính nó bán hủ tiếu á. À. Cái này á là để nấu nước gà, đậu gà, nó đỡ tống ga. Bỏ gà vô đây mình nấu súp rồi xong cái mình luộc gà luôn. Ủa chứ hồi sáng chị nấu cái lòng nó không được hả? Sao phải đổi? Nhưng mà muốn mình bán hủ tiếu là mình còn cái chồng nữa. Mình thấy một lòng cái chồng nó khỏi nấu ra. Để ngày mai mẹ sắp thịt mới được. Vậy là ghé lấy thêm lòng gì vậy? 1/4 đấy. 1/4 hả? À, rồi để em ghé lấy. Đây là 1/3 nha. Đây là 1/3 nha. Đây là 1/3 nha. Vậy đỡ tốn ga biết bao nhiêu? Chỉ nấu rồi mới có từng lãi hết từng ga. Ok chứ. Cái mà đủ tiền ba bữa giờ mình quan sát thấy là cái lượng khách mang về cũng nhiều quá cả nhà.
gọi cho này coi cái bánh anh chị. Đây, hôm nay mình đã lấy đỡ 100 cái, dặn in 500 cái, đằng này bên kia nó in nó gửi về sai. Vậy không mở kia có cắt bóng không? Mở không như có kén hay không? Kén được, kén là anh đâu có in được. Ủa vậy là in vậy thôi hả? Thì sao không in đây luôn? Bữa mình in bạc bên này nè, cái hôm nay nó gửi nó in về mà nó gửi lộn xe, xong mình chạy ở đây mình in đỡ, tại vì ngày mai là bắt đầu là mình mới chạy chương trình này, ngày mai không có là đâu chạy được. Vậy sao tự nhiên có gì nè, em có thiết kế cái này đâu, anh có cái nơi gì vậy? Cái gì vậy anh? Chắc thêm cái gì. Bị gì luôn nè, lỗi màu cái gì? Ừ, chút lỗi màu gì à? Trong cái file là gì vậy? Hả? Trong cái file thì nó có hình vậy thôi à, lỗi màu đó. Rồi mình ghé lấy thêm một cái ngăn 1/4 nữa để về mốt mà bán hủ tiếu á, sẽ có một cái ngăn mình trộn nước, còn cái ngăn kia thì chị Hương để nấu đục gà chung luôn, chứ để nấu riêng riêng cái nó bị hao ga quá. Ừ. Giờ mình đi mua những cái hai cái chậu nó về để. Ở đây có mấy cái chậu và mấy cái hình dáng mô hình rồi á. Cái nhiều rồi cả nhà. Toàn bộ làm bằng đất nung hết trơn. Sắp hết tới Halloween mua mấy trái bí sò đầu rồi được nè. Bây giờ mình lấy vài cái về mình làm mẫu á, mốt mà có khách thì mình sẽ lấy thêm, chứ giờ lấy nhiều quá không có chỗ để, với cái nữa là nặng vốn lắm. Nhìn cái nào cũng đẹp chứ. Cho nó thoát. Nhưng mà để bàn đâu cần phải. Dù anh tưới nước anh cũng phải cần nó thoát nước. Ờ mà. À mà nếu để bàn thì nó sẽ bị dơ hả anh? Ừ, em lồng cái chậu nhỏ vô đây. Để mấy cái dương sỉ lên nè. Ừ. Dương sỉ lên nó sẽ làm như cái tóc vậy đó. Đẹp nè. Ừ. Vậy là mẫu chụp hình đó. Ui, vậy thì nó có bị hư cái lồng không anh? Cái gì? Cái lồng ở dưới kìa. Không, dễ gì, nóc. À, con có lấy gì đâu. Cắn lên cái lồng điện chưa nè. À, em sợ xuống dưới cái mớp cái lồng không á. Dễ gì, nóc. Không, cái ngắn cái dài á. Trời ơi, là không đều vậy trơn. Tích điểm chữ bự thừa lừ luôn ha. Ngày mai mình bắt đầu sẽ chạy chương trình tích điểm để sau đó thu hút được khách hàng. Giờ mình lấy dây cuộn lên phía trước chỗ cái thùng xâm lạnh đó cả nhà. Ủa cắt cái lìa không đều nhau. Cái bìa này không đều này. Cái này nó bị dư quá, cái này không phải không. Lấy kéo cắt lại. Gần cho nó bằng. Nhà kéo à. Thank you.
giờ mình sẽ làm sẵn mấy cái phiếu luôn. À, ngày hôm nay có khách nào vô là mình cũng đưa cho người ta được luôn rồi. Hôm nay khách ăn trễ mình sẽ đưa luôn. Cái chương trình này á, là mới đầu á, là mình sẽ tự bỏ tiền túi ra, mình in mấy này với mình hỗ trợ mấy cái phần tặng cho chị Hương á, để lôi kéo khách ra quán, chứ để nhiều người đã nói mình bày vẽ cho chị Hương, chị Hương tốn kém. Này là chị Hương không có tốn gì hết, chỉ nếu mà cái này thành công thì chị Hương bán được, còn không là không thành công thì mình lỗ tiền túi thôi, chứ chị Hương không có tốn kém gì hết. Đang thôi mọi người lại nói mình bày vẽ cho chị Hương tốn kém. Mấy cái này mình làm ra là mình hy vọng là học sinh ở trong trường á, họ sẽ thích những cái chương trình như thế này. Học sinh sắp tới tụ trường á thì hy vọng là người ta sẽ thích. Cái này cũng không có gì gọi là gục gà hết. Ai đến ăn thì người ta sẽ đưa cho mình, tự mình đóng. Xong rồi đủ 10 cái mọc về là người ta sẽ được tặng một tô. Giờ mình sẽ làm sẵn trước cho ngày mai. Để ngày mai khách vô cái mình đưa cho người ta luôn. Bây giờ mình sẽ đóng cái mọc ngày nữa nè. Ngày mấy đến ngày mấy. Mình sẽ làm từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9 nha cả nhà. Thì mình đóng cái ngày này trước đi, rồi mình sửa lại tháng. Sửa không? Lại cái mình đóng cho cái ngày kết thúc, đúng không? Ừ. Này, đi ra. Này mình làm chương trình này hy vọng là cổ vũ được tinh thần của chị Hương. Cái quề vốn clip chị cũng rầu. Mình đóng hết chắc 100 thẻ trước đi anh. Ừ. Ai vô cái mình đưa liền nha. Con để này chính giữa nè. Nè chơi đi. Nè, thử đi, chơi đi. Đẹp không? Đẹp không? Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ thôi. Wow. Nhẹ thôi, nhẹ, nhẹ thôi, ừ, nhẹ thôi. Không, như vậy cũng được, nhưng mà chỉ nó không đẹp thôi. Ừ. Con giữ đi, giữ, lấy cái tay giữ đúng rồi. Ừ, trên rồi. Đây. Trên nhánh giữa. Ừ. Nhẹ thôi. Rồi, nhẹ xuống. Ừ, đúng rồi, rồi cho nó ngồi chơi đi. Lấy cái ghế ngồi đây. Được làm chủ tịch nè. Cho làm chủ tịch đóng mộc. Rồi cái này nữa. Khoái rồi. Khoái rồi. Đóng vừa tay thôi, vừa cái tay thôi. Ừ, nó hơi mạnh chút. Không sao, không sao. Không sao, nó giấu mà được. Đóng hồi nó biết à, nó biết điều chỉnh. Đóng hồi quen tay gì. Ừ, đóng hồi nó biết điều chỉnh. In 500 cái mà thằng in này nó gửi lộn xe. Mai nó hẹn ngày mai, mà ngày mai bắt đầu làm rồi. Cái qua chỗ khác in đỡ 100 cái trước. Cái đó không biết tên đâu mà nó gửi xe. Tại chỗ không có gì đâu. Tại chỗ này lỗi anh bạc rồi. Anh luôn chứ mà qua chỗ kia. Với cái nhà biết sao nữa không? Mình làm vậy là giống như cặp gì dít vậy. Ừ. Người ta sẽ nhìn ra cái nhận diện cái giống như bộ nhận diện thương hiệu á. Ví dụ như có những người mà người ta ăn xong có về thể dục. Không kèm. Ta sẽ thấy nằm vuông vãi khắp nơi, ta sẽ thấy được, nhìn ta thấy được cái quan điểm. Nó cũng giống cái tờ rơi vậy đó nè. Mà thay vì mình đi rải ngoài đường, mình rải vô định thì giờ mình đưa cho có người thật gì thật người ta cầm. Hôm nay bán hết gà, nhưng mà gà ăn hết. Bán hết cho người nhà. Ăn hết cho người nhà.
còn mớ bún ria gì thịt để nấu bún riêu đó nha, còn mớ riêu cua, còn cà hủ. Trong cái chiều nay mua thêm cái thằng lát ăn với tổ qua cơm, xong rồi tiếp tục làm việc. Vì mở quán làm quần quật tối ngày sáng đêm mà không thấy lợi lắm đâu vậy. Đó đó, làm hoài. Đó chứ mấy ngày đầu mà sao biết được. Có công ăn chuyện làm, có nghề nghiệp cơ sở làm ăn từ từ nó lên. Chứ mới mở gan cái đất tâm tươi là tao giàu hết rồi. Chưa có vô ba game. Vô ba game cái là gộp liền ha. Giờ thì cả nhà mình ăn cơm xong rồi dọn dẹp nghỉ ngơi, mai bán tiếp, mai cho mình cúp điện á. Nên tranh thủ làm. Nói 7 giờ chứ 6 rưỡi không? Thì tranh thủ nó nấu trước. Nó nói 5 giờ có chứ 6, 7 giờ nó có. Nó không bao giờ nó có đúng không? Không có cúp rồi. Cúp 7 giờ. Rồi, cảm ơn cả nhà theo dõi video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn lại cả nhà. Giờ mình ăn cơm. Xin chào cả nhà nha.